Rồi em có một đầu Kubota, đầu này gọi là đầu Maru nha, tầm rời ha, tầm rời 260, đẹp, em nói là như mới luôn. Bên xanh trắng sáng nha mọi người, ốc bảy màu. Cái này là máy ba lô nhưng mà nó mất cái ấy rồi. Cái này mọi người không cần phải ấy, ấy đâu, về mua cái tâm ấy, cái cần ấy với lại ống ti ti vuông ấy. Nó có bán ti mới á, thì ti vuông mà hiện nay nó hình như là nó có bán ti vuông mà đầu bao nhiêu khía mọi người. Mua về lắp vào chiến IC luôn. Ui, cái lóc này không khác gì là máy mới luôn. Chế TL2 kim nữa nè. Chế xịn 2 kim luôn nè mọi người. Báo vip chế quan rồi nha. Này chế phân rồi 2 kim xịn sò. Này chắc đồ xanh của nổ lắm mọi người. Con này lóc nó dập mà mã số kìa. Make in Japan trên này, mã số ở dưới này. Mới tinh, không mới mới lạ. VIP 266 ha, 34 ly, trợ lực nha. Này trợ lực hơi tốt, nhẹ lắm, nhẹ tinh. Này thì lên cần thẳng dùng bao xuống. Nó không có cái cần, không có ba lô nha mọi người, không có ba lô. Này mình về mình lên cần thẳng luôn, hoặc là lắp máy xịt thuốc là bao xuống luôn, mới quá mới. Này bao hơi có lửa cho mọi người nha. Cái đầu này em để cho mọi người 1,5 triệu nha. Đầu này để cho 1,5 triệu nha mọi người. Kiếp đại cấp. Làm thì chốt giúp em nha. Đẹp như thế này hình như có thằng con quá. Hảo hạng luôn mọi người. Này vệ sinh ra nha. Rồi, chào mọi người nha.